quý vị trở lại với phần tin 24 giờ là các bản tin có liên quan đến Việt Nam. Người Hoa Kỳ gốc Việt đang phản đối Trung Cộng đầu tư ở quận Cam. Giữa lúc không khí phản đối Trung Cộng và dự luật đặc khu ở Việt Nam chưa lắng xuống, thì cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ cũng đang kịch liệt phản đối một dự án đầu tư bất động sản của Trung Cộng tại Nam California. Đầu tháng 6, cộng đồng người Việt tại thành phố Garden Grove, quận Cam, lại đệ đơn phản đối giới chức thành phố bán khách sạn Hyatt Regency Orange County và một khu đất quy hoạch cho tập đoàn Shanghai Construction, gọi tắt là SCG, một tập đoàn nhà nước Trung Cộng. Được biết, chi nhánh Hoa Kỳ của SCG đã mua khu khách sạn với giá 137 triệu Mỹ Kim từ hồi tháng 10 năm 2015, theo tờ Orange County Register, và dự kiến sẽ đầu tư thêm hàng trăm triệu Mỹ Kim để phát triển khu nghỉ mát quy mô, bao gồm khách sạn, nhà hàng và khu giải trí. Ngày 29 tháng 6, một lá thư phổ biến qua mạng lưới Internet kêu gọi đồng hương khắp nơi ký tên kêu gọi giới chức thành phố rút lại việc mua bán này vì quyền lợi thân thiết và an ninh kinh tế, chính trị và ổn định xã hội của cộng đồng Hoa Kỳ gốc Việt, cộng đồng dân cư của Hoa Kỳ cũng như tương lai của các gia đình thế hệ mai sau. Thưa quý vị, Công an Cộng sản Việt Nam đẩy nhanh việc thực thi luật an ninh mạng. Báo trong nước dẫn từ cuộc họp báo vào hôm 28 tháng 6 về việc Văn phòng Chủ tịch nước Cộng sản Việt Nam công bố luật an ninh mạng. Theo luật pháp của Việt Nam, việc Văn phòng Chủ tịch nước công bố luật là một trong các bước để tiến tới việc thực thi một dự luật đã được Quốc hội Cộng sản Việt Nam thông qua. Dù rằng trong thời gian qua, cộng đồng mạng và giới trí thức đã ký vào bản lên tiếng kêu gọi ông Trần Đại Quang là Chủ tịch Đảng Cộng sản Việt Nam không ký lệnh công bố luật an ninh mạng. Tổ chức HN cho hay đã có 21 tổ chức và hơn 90.000 cá nhân tham gia chiến dịch phản đối luật an ninh mạng từ khi luật này được thông qua. Nay, báo trong nước cho biết, Ban soạn thảo đã họp bàn với Bộ Tư pháp Cộng sản Việt Nam để chuẩn bị xây dựng nghị định hướng dẫn thi hành luật, dự kiến vào tháng 10 năm 2018 sẽ trình lên Thủ tướng xem xét và ban hành. Sở dĩ mọi thủ tục có liên quan đến luật an ninh mạng đang được đẩy nhanh tốc độ là để luật này kịp có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Theo đúng như kế hoạch của Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam. Trong bối cảnh đó, tin trên mạng xã hội cho hay fanpage của Đảng Việt Tân, Trang Nhật ký Yêu nước và Thức Flowers cập nhật thông tin về tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức đột ngột cùng bị khóa vào hôm 28 tháng 6. Bản tin liên quan cho biết trang Facebook của Việt Tân bị khóa và nghi là do phía Cộng sản Việt Nam gây áp lực. Trang Facebook của Việt Tân bị khóa trong nhiều giờ và người phát ngôn của tổ chức này nói rằng lý do có thể là vì chính phủ Cộng sản Việt Nam gây áp lực, buộc Facebook phải khóa các trang chống đối chính quyền. Sáng hôm 28 tháng 6 từ thủ đô Washington DC, ông Hoàng Tứ Duy là người phát ngôn của Việt Tân nói rằng trang Facebook của Việt Tân bị khóa gần 2 ngày, đến sáng hôm thứ Năm theo giờ Washington, trang này mới hoạt động trở lại. Vào trưa ngày 27 tháng 6, các admin của trang Facebook Việt Tân cho biết trang này đã bị đóng mà không có lý do rõ ràng. Đến nay thì trang Facebook đã bị đóng hơn 24 tiếng. Ông Duy cho hay, một số trang khác có số truy cập cao cũng bị khóa và có thể nói đây là một chiến dịch có sự phối hợp nhằm vào các trang Facebook có sự ảnh hưởng đối với dư luận Việt Nam. Trên mạng xã hội loan truyền tin tức cho rằng các trang Facebook của Việt Tân, Nhật ký Yêu nước và Thức Flowers đã bị khóa từ ngày 27 tháng 6. Theo Bloomberg, hôm 27 tháng 6, luật an ninh mạng vừa được Quốc hội Việt Nam thông qua trong tháng này có thể sẽ buộc tập đoàn Google và Facebook phải chọn lựa giữa thâm nhập nền kinh tế có số phát triển nhanh nhất ở Á Châu hoặc là bảo vệ quyền riêng tư của người tiêu dùng. Phim về blogger mẹ nấm được chiếu tại Bangkok. Thưa quý vị, trong lúc sinh mạng của mẹ nấm được gia đình cho là đang bị đe dọa, thì cuốn phim tài liệu về gia đình của blogger này đã trình chiếu tại Bangkok đã gây sốc cho nhiều khán giả. Bà Tuyết Lan thuật lại với BBC vào hôm 28 tháng 6 về lời dặn mới nhất của blogger mẹ nấm từ nhà tù tại Thanh Hóa cho hay bà phải thăm con hàng tháng để biết rằng con còn sống hay đã chết. Vào tối 26 tháng 7, khi bà Tuyết Lan còn trên chuyến tàu từ Thanh Hóa về Khánh Hòa, mang theo những lo âu về sinh mạng của con gái, bộ phim tài liệu về gia đình của blogger nổi tiếng này được chiếu tại Bangkok, Thái Lan. Ông Trịnh Hội, đại diện cho tổ chức Voice, người mang cuốn phim đến chiếu tại trụ sở câu lạc bộ phóng viên nước ngoài của Thái Lan, khẳng định việc mẹ nấm lần đầu tiên phải lên tiếng về mối nguy cho tính mạng của mình, cho thấy tính nghiêm trọng và bức thiết của sự việc. Nói với BBC từ Khánh Hòa, bà Tuyết Lan cho hay, chưa xem phim nhưng bà mong mọi cuốn phim cùng với tiếng nói quốc tế sẽ thêm một tia hy vọng để cho blogger mẹ nấm sớm được tự do. Thưa quý vị, Demi Lovato ngẹn ngào khi lần đầu biểu diễn ca khúc xin lỗi fan vì tái nghiện chất kích thích. Trong show diễn thuộc tour Tell Me You Love Me tại Lisbon vừa qua, Demi Lovato đã lần đầu biểu diễn ca khúc mới ra mắt Sober khi kết thúc show. Vài ngày trước, nữ ca sĩ phát hành bài hát này để tiết lộ với người hâm mộ về chuyện cô tái nghiện chất kích thích sau 6 năm cai thành công.
Lần đầu tiên trình diễn live bài hát chứa chan nhiều cảm xúc riêng tư, Demi đã không tránh khỏi xúc động và hơi rưng rưng trong lúc cất cao giọng hát trên sân khấu. Nữ ca sĩ đã ngẹn ngào khi hát đến đoạn "Tôi xin lỗi những fan mà mình đã đánh mất, những người đã chứng kiến tôi gục ngã lần nữa. Tôi muốn làm một thần tượng tốt, nhưng tôi chỉ là con người." Nhưng người hâm mộ bên dưới đã hò reo cổ vũ tinh thần cho Demi hát tiếp. Demi vẫn chưa tiết lộ chính xác thời điểm tái nghiện chất kích thích mà cô sử dụng hay cô đã đi cai nghiện lại hay chưa. Nhưng qua những tâm sự của nữ ca sĩ, có thể thấy cô đã nhận thức được điều mà bản thân cần làm. Bản tin giải trí tiếp theo cho hay Jurassic World dự kiến sẽ giữ lại vị trí hàng đầu tại phòng vé. Thưa quý vị, Jurassic World Fallen Kingdom dự kiến sẽ giữ vị trí dẫn đầu tại phòng vé trong tuần thứ hai. Theo Box Office Pro, phần tiếp theo sẽ thu về khoảng 62 triệu Mỹ Kim vào cuối tuần thứ hai. Phim được ra mắt tại các rạp vào cuối tuần kết thúc vào ngày 24 tháng 6, với số tiền thu được là 148 triệu Mỹ Kim và đã kiếm được hơn 748 triệu Mỹ Kim trên toàn thế giới từ trước đến nay. Vị trí thứ hai được dự kiến là bộ phim Incredibles phần 2. Người ta dự đoán rằng phần tiếp theo của siêu anh hùng hoạt hình sẽ cộng thêm 47 triệu Mỹ Kim nữa từ thứ 6 cho đến Chủ nhật. Hai bộ phim là Uncle Drew và Sicario Day of the Soldado dự kiến sẽ ở vị trí thứ 3 và thứ 4 tại phòng vé với dự đoán sẽ thu về được từ 14 triệu cho đến 16 triệu Mỹ Kim. Và sau đây, kính mời quý vị theo dõi bản tin dự báo thời tiết cho thứ Bảy ngày 30 tháng 6 cùng với Thiện Hạnh. Dự báo thời tiết mở đầu với thành phố Boston, trời nắng nhẹ và mây rải rác. Nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 90 và thấp nhất vào ban đêm là 75, gió Tây Nam từ 10 cho đến 20 dặm một giờ, dự báo ngày và đêm sẽ không có mưa. Thành phố New York trời trong xanh và đầy nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 91 và thấp nhất vào ban đêm là 75, gió Tây Nam từ 5 cho đến 10 dặm một giờ, dự báo ngày và đêm sẽ không có mưa. Thủ đô Washington DC trời mây rải rác và nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 95 và thấp nhất vào ban đêm là 73, gió Tây Nam từ 5 cho đến 10 dặm một giờ, dự báo ngày và đêm sẽ không có mưa. Khu vực Atlanta, trời mưa âm u với nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 89, thấp nhất vào ban đêm là 72, gió đông từ 5 cho đến 10 dặm một giờ, dự báo có 40% mưa kèm theo dông và sấm sét kéo dài đến chiều tối. Orlando, trời nhiều mây và âm u với nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 88 và thấp nhất vào ban đêm là 75, gió Tây Nam từ 5 cho đến 10 dặm một giờ, dự báo có 80% mưa kèm theo dông và sấm sét. Chicago trời trong xanh và không có mây, nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 95 và thấp nhất vào ban đêm là 77, gió Tây Nam từ 10 cho đến 15 dặm một giờ, dự báo xác suất mưa vào khoảng 20%. Chuyển sang khu vực Dallas và Houston, tại thành phố Dallas trời có mây rải rác và nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày lên đến 101 độ và thấp nhất vào ban đêm là 77, gió Nam từ 10 cho đến 20 dặm một giờ, dự báo ngày và đêm sẽ không có mưa. Houston trời mây rải rác và nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 97 độ và thấp nhất vào ban đêm là 77, gió Nam từ 10 cho đến 15 dặm một giờ, dự báo xác suất mưa vào khoảng 10%. Chuyển sang khu vực Seattle, trời có nhiều mây và âm u với nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 67 và thấp nhất vào ban đêm là 56, gió Tây Nam từ 5 cho đến 10 dặm một giờ, dự báo xác suất mưa vào khoảng 20%. San Jose trời trong xanh và đầy nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 92 và thấp nhất vào ban đêm là 61 độ, gió Tây Bắc từ 10 cho đến 20 dặm một giờ, dự báo ngày và đêm sẽ không có mưa. Los Angeles trời mây rải rác và nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 75 và thấp nhất vào ban đêm là 61, gió Nam dưới 5 dặm một giờ, dự báo xác suất mưa chỉ vào khoảng 10%. Bản tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin 24 giờ qua cùng với Thiện Hạnh và Hoài Sa. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại.